Sau khi đoàn tham quan động Bát Tiên xong rồi thì chuẩn bị lên hang Ông Thẻ thì mình sẽ trung hang. Ở đây có họ có bán bánh xèo chay một cái 10.000. Hữu Thị thì không có định ăn bánh xèo đâu, nhưng mà thấy rau rất là ngon cho nên quyết định đó là dừng lại để thưởng thức một cái bánh xèo. Mình chỉ nhìn mình chỉ biết một số loại rau thôi, biết rau này là rau tía tô, rau rau thơm. Có kim hồng thất Dạ, kim hồng kim hồng thất hả đó ông hai? là đặc sản của Núi Cấm. Wow, kim hồng thất nghe nó cái tên thôi nó đã đẹp rồi, đó là đặc sản của vùng Núi Cấm. Thì không biết nhờ có ông hai nói cái tên đó là kim hồng thất. Cái này hả ông hai? Không, kia cái kim thất ở cái kia, cái gỗ giữa, gỗ giữa đây không hai? Dạ. Đây thì xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây kim hồng thất. Ông hai, cái này nó có trị bệnh gì không? Có tốt cho sức khỏe? Trị mát phổi. Mát phổi. Công dụng tốt ha. Đặc sản của vùng Núi Cấm An Giang. Đó. Mình về đây thì mình thưởng thức cái món bánh xèo thì có rau kim hồng thất này, trị mát phổi như ông hai chia sẻ nè. Ăn cái này có sức khỏe nè. Tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe lắm. Nó là đặc sản mà nấu canh ăn cũng được, nhưng mà cái mình ăn sống ăn nó rất là ngon. Ăn sống cuốn bánh xèo. Dạ. Cái này nấu canh cũng ngon lắm không anh? Nấu canh nó thơm cái mùi thuốc bắc lắm. Thơm mùi thuốc bắc hả? Đó, thì bây giờ thì biết thêm một cái đặc sản đó, kim hồng thất. Vừa biết đặc sản đó là củ su, xong rồi là biết thêm đó là cái kim hồng thất nó có bông nữa nè. Phía trên nó có bông nữa đó, mình thấy cái động từ á. Dạ, rau rất là hấp dẫn luôn, quá trời nhìn rau mà binh thiên luôn, thấy rau là muốn ăn bánh xèo à. Đấy cũng là bí quyết á cả nhà, nếu mà ở quán mà không có trưng cái ổ rau ra thì mình không có quyết định ở đây ăn đâu. Thấy rau mà chưa biết bên trong đồ ăn, nhưng mà mình vẫn quyết định ở đây thưởng thức cái bánh xèo xào lách son nữa ha, quá đã. Dạ. Và còn nào bằng nữa, nằm võng ở đây nghỉ nữa giữa cảnh rừng núi như thế này. Bây giờ mình tiếp tục mình đi động nào với ông hai? Đi hang thẻ. Hang ông thẻ. Thôi thì mình dừng chân lên mình thưởng thức cái bánh xèo để tiếp thêm cái năng lượng nữa, mình tiếp tục mình đi. Mình đi hang ông thẻ. Bây giờ thì Hữu Thiện sẽ đi vào bếp. Bánh xèo chay. Dạ, em chào chị, cho em coi cái bánh xèo đó nha. Đó, chị chiên liên tục luôn. Bánh xèo chay 10.000 một cái, rất là hấp dẫn. Ở ngoài mà em thấy cái rổ rau làm hấp dẫn rồi, em phải đi vô đây ăn á chị. Dạ, đi trên này là nhờ ăn rau. Dạ. Nhiên. Dạ, với cái rau gì giờ nãy ông hai chia sẻ kim hồng thất đó. Đặt... Hồi xưa ông bà mình á đặt tàu bay. Tàu bay hả? Ừ, rồi sau này người ta kêu cho nó có văn hoa vậy đó. Dạ. Người ta kêu là kim thất. Kim thất. Cái tên đẹp quá ha. Ừ. Cái hồi xưa là ông bà mình cứ thấy bông nó đậu đâu mà đặt tàu bay vậy đó. Dạ. Đậu chỗ nào? Ừ, nó mọc ở chỗ nào chị? Trong trống mà nó lên nè. Rồi chị chiên rất là lẹ luôn. Đây, một cái bánh xèo rất là ngon luôn. Hành trình lên Núi Cấm An Giang sau khi viếng thăm động Bát Tiên, bây giờ là hang Ông Thẻ. Nghĩ thì nó là thấy cái ở ngoài có những cái gỗ rau rất là ngon cho nên quyết định phải dừng lại để thưởng thức cái bánh xèo. Nó chỉ làm ba cái liên tục luôn, đảo tay luôn, rồi rất là đều. Cái màu bánh xèo nó vàng ươm luôn, bột nghệ vàng ươm luôn, mà chiên bằng củi là thấy đỏ lửa luôn. Cái tay chỉ đảo đều liên tục luôn. Cái loại chảo này chảo chảo sắt chứ không phải là chảo không dính hả chị? Ô, cái này chiên bánh xèo ngon hả chị? Ít dầu. Nó có dầu với lại nó lâu khô á. Nhưng mà nó chốc lóc à. Trời ơi, coi nó vàng rồi. Lâu khô bánh hơn. Lâu khô bánh. Còn này mình chiên cho nó khô bánh, hút bánh. Dạ. Rồi, ôi, nhìn cái bánh xèo hấp dẫn quá cả nhà. Trời ơi, quá đã. Em hai cái nha. Trời ơi, hấp dẫn lắm cả nhà. Bánh xèo. Đó, bây giờ thì Hữu Thị sẽ thưởng thức bánh xèo thôi. Em hai cái nữa. Em với cái Quỳnh đó. Dạ. Dạ. Ngon lắm cái nhà. Trời ơi, ra cái bánh nào bánh đấy. Tao nói nó vàng ơi là vàng luôn. Quá đã.
chia một lần là ba cái vậy, liên tục luôn. Thưởng thức cái bánh xèo này xong là tiếp tục có năng lượng đi tiếp vậy. Hấp dẫn. Cái rau ngoài hấp dẫn ngon quá trời luôn. Thì cả nhà mình mà đi đến núi Cấm ở tới động Bắc Tiên rồi, bây giờ chuẩn bị qua núi Ông Thẻ thì cả nhà tới đây có thể dừng lại thưởng thức cái bánh xèo. Mỗi cái chiếc bánh xèo thì chỉ có 10.000 thôi. Mình về đây mình thấy là ở trên núi Cấm khu vực này thì bà con đây buôn bán nào là su rồi nước uống đồ rất là rẻ, bánh xèo đồ ăn nước uống đồ rất là rẻ, chỉ cá một cái chỉ 10.000 thôi. Đó thì mình có thể dừng lại để tiếp thêm. Dạ bình dân. Dạ. Mình dừng lại mình tiếp thêm năng lượng coi như ủng hộ người dân ở đây rất là rẻ luôn. Chị bán ở đây với cái tâm là để cho người ta đi núi đi chùa đúng không chị? Em cảm nhận điều đó, cảm nhận. Dạ, em cảm nhận được cái điều đó. Người dân địa phương nơi này coi như là thấy người ta đi chùa đi núi rồi, chị ở đây cũng vui đúng không chị? Dạ. 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 Chính vì điều đấy thì mình thấy được đó là cái giá bán ở đây thì rất là bình dân luôn. Mọi thứ rất là bình dân. Không chỉ riêng như chị mà những người dân ở đây họ sống rất là chất phác và rất là hài hòa với thiên nhiên. Như chị nói đó, chị biết người dân người ta đi núi cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Rồi chị buôn bán cho người ta. Em hai cái chị ơi. Trời bánh xèo. Nào ăn đi. Ăn không? À, bánh xèo nè, chấm nè. Ừ, chấm đi em. Bỡ mộng nè. Ở đây nè. Đã. Bánh xèo ngon một cái nè. Thấy ăn thấy thèm quá. Cuốn rau vô. Bánh xèo ăn nhờ, ngon nhờ có rau. Nè. Ngon nhờ rau. Ủa này lá xài hay chăng? Ăn xèo đậu đêm. Nhìn cái rau là hấp dẫn, cái rau muốn ăn bánh xèo. Nè, đinh lăng nè. Của mình ra chứ Quỳnh? Có hả? Ngồi giờ thưởng thức đi. Cái chấm hả? Nghĩa là muốn có cái màu nước, có cái màu nước. Cái chuyện này. Hả? Nè, nè, chấm hay là mất. Nhiều quá vậy. Thằng tôi cũng cay chưa hết nổi rồi. Đây nước chấm thì mình cũng bỏ đi. Rót vào. Ở đây thì cái món bánh xèo thì phải có một cái món rau nổi tiếng. Cái rau này rất là nổi tiếng, đặc sản của vùng Tây Núi. Rau này là rau kim hồng ất, cái tên mà dân giả là cái tên Tàu Bay. Nó mọc đó là cũng dân giả đó, ở đâu có đất thì nó mọc lên. Cái lá kim hồng thất này thì có thể là nấu canh rất là ngon, mát phổi. Ở đây thì có cái đậu xài, rồi lá chuối tô, rồi cộng thêm rau thơm. Nếu như mà nãy giờ mà huynh đệ mình cứ ăn một tí ở dưới Quỳnh, một tí cơm dưới đồng mình cũng thích một món bánh xèo Quỳnh ha. Đi lên cái núi, gần cái núi rồi thì mới thấy được món ngon hay Quỳnh ha. Bây giờ thấy đứt rồi mà mới lấy được món ngon, đúng không Quỳnh? Thấy được món ngon. Cái bánh xèo nóng hổi vậy. Nóng hổi vừa hổi vậy. Nghe những người xin mời cả nhà mình nha. Nó ngon hơi là ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh xèo thì mỗi vùng miền có mỗi khác. Ở dưới miền Tây mình ăn bánh xèo á thì có lá cách nè, lá son rồi, cái xanh rồi, những cái tô ra thơm. Nhưng mà hôm nay về dãy núi thì có thêm một cái lá rau nữa, rau tàu bao, rất là ngon. Sáng giờ thì Hữu Thiện cũng quay đi len lỏi vào trong cái vườn su, nhưng mà Hữu Thiện thấy cái vườn su này thì trái nó to hơn, nhìn xanh ươm rất là thích. Về miệt An Giang này ở vùng núi Cấm thì mình thấy hai bên đường là bán su đầy hết trơn luôn, đó là đặc sản ở vùng đất này. Và thứ hai nữa là lá kim hồng thất hay còn gọi là tàu bay, ăn với bánh xèo hay nấu canh thì ăn mát phổi, rất là ngon luôn. Cái trái su này thì họ bán dọc đường giá là 35.000, còn nếu như mình muốn ăn luộc tại chỗ thì 40.000 một ký. Mà đặc biệt hơn là khi mà luộc xong rồi thì nó giữ được cái màu xanh trên củ su, rồi khói nghi ngút luôn, nó kích thích mình ăn rất là ngon. Còn su mà luộc thấy bán dọc đường để chừng vài tiếng đồng hồ thì nó mất cái màu xanh này rồi, nó không có làm cho mình hứng thú khi mình ăn. Đó là một cái đặc biệt khi mà về An Giang thì mình phải thưởng thức su luộc nóng, rất là ngon luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thích lắm cả nhà.